Đừng có nói cái chuyện bây giờ đưa lên cái như là một con bé nó biết đọc bài chú Đại Bi mà chỉ nghe cái tựa đề là chú Đại Bi thôi, chứ thực sự ra không biết rằng nó đọc đúng hay đọc sai mà đã thần tượng rồi. Đây là một cái sự a dua cổ sĩ à, đây là một sự a dua cổ sĩ, và thậm chí rằng có cái sự nịnh bợ trong này. Đấy. Vừa rồi tôi có đăng lên cái tab cộng đồng ở kênh Lang Thang Sài Gòn, cái kênh mà Tâm Sài Gòn mà quý vị, kênh nhỏ đấy, để đăng lên những cái ý kiến là của những người mà gọi là tà kiến, thậm chí là cuồng tín, họ điện qua họ chửi tôi đó. Tôi đăng đó thì bà con vào đó, bà con nghe đó, bà con vào nghe cái những cái lời của những kẻ cuồng tín nó chửi tôi như thế nào. Mà nó thật sự có chữ như vậy hoặc chữ nữa thì nó cũng như vậy thôi. Có nghĩa là khi tôi đã chấp nhận cái vấn đề tôi lên để mà tôi chia sẻ, không phải là mình hơn thua với một con bé đó, mà mình chia sẻ để cho mọi người, chúng ta mọi người có một cái sự nhìn nhận rõ hơn trong cái sự vụ này, ở đây chúng ta cùng nhau mà cái như là cứu lấy chính mình đó. Chứ đừng có mê, đừng có mê quá quý vị, đừng có mê quá rồi nhiều lúc mình trở thành một công cụ cho một số thành phần không tốt nha. Đừng có mê quá, mình phải hiểu, mình phải hiểu ít ra đó, mình phải có cơ sở riêng. Mà vấn đề mà tuổi thọ gì không có cơ sở để mà chúng ta kết luận là bé đúng bé sai, đúng không? Thì bài chú Đại Bi là có đó. Bài chú Đại Bi là có cơ sở để mà chúng ta khẳng định là bé hát đúng hay bé hát sai. Zalo tôi có, bà con kết bạn số Zalo 0916772215 đó, rồi tôi gửi cho bà con cái bài chú mà bé hát so với cái bài chú mà tôi so sánh được. Rồi chúng ta sẽ xem thử là bé hát đúng cái chay rồi trật cái chay, rồi chúng ta mới có những cái kết luận nó cụ thể. Chứ đừng quý bà con, cái thời buổi bây giờ nó thật sự quý vậy, Phật là ổng chứ ông nhập Niết Bàn nay là cái 2600 năm rồi, thì tôi nghĩ rằng ổng cũng không quay lại đâu, ổng đã giải thoát rồi, ổng đâu có quay lại làm chi quý vậy. Ổng giải thoát rồi, đây là một trong những cái gọi là cái giáo lý ổng để lại, thì mình cũng lo học như ổng đi, bám, chỉ cần bám giáo lý ông học để mà cùng giải thoát. Do mình không chịu đọc giáo lý của ổng mà nghe toàn những cái lời gọi tà kiến không, rồi mình ma mị, rồi mình tôn thờ tôn sùng. Thật sự là ông Phật ông không, trong đạo Phật không có mê tín. Trong đạo Phật gọi là Phật giáo quý vị, Phật giáo, và chúng ta có cái từ gì giáo nữa đúng không? Phật giáo nè, nhà giáo nè. Nhà giáo đó làm gì? Giáo dục một con người, giáo dục một con người. Còn Phật giáo cũng vậy, Phật giáo cũng là giáo dục một con người. Chứ cái chi đâu mà gọi là nó cao sang đó. Giáo dục một con người là làm cho con người ta học được những cái gọi là cái giáo lý, như trong cái môi trường nhà giáo thì bà con những ai giáo viên cũng dạy cho học sinh của mình, dạy cho học sinh của mình những điều hay điều tốt, thì học sinh nó vô tiếp cận với thầy nó cũng phải lễ phép vòng tay dạ thưa thầy, ra chào thầy chào cô, cũng là học được những bài học nó như là bài học vỡ lòng, bài hát con cò bé bé, rồi từ cái phép tính cộng 1 2 3 4 lên phép nhân chia một con hai con ba con, rồi bắt đầu là cái cách hành đẳng thức, rồi cái như là những cái bài cái như là phân tích cái như là lý hóa tất cả mọi kiểu chứ. Rồi học văn, học đồ văn tự luận đó, có nghĩa là giáo dục nhà giáo là cái như là một trong những cái môi trường để giáo dục một con người. Còn Phật giáo cũng vậy, Phật giáo cũng là để giáo dục một con người thôi, chứ nó không có cái chi mà gọi là cao sang hết. Để giáo dục một con người, từ một con người mà cái như là xấu trở thành một con người tốt, từ một con người không biết hướng thiện trở thành một con người hướng thiện. Đấy. Làm cho con người chúng ta biết cách sống hơn, tốt đời đẹp đạo hơn, tốt đời mới đẹp đạo quý bà con. Cái nhà giáo là dạy cho cái như là đời, còn cái Phật giáo là dạy trong đạo, mà đốt tốt đời chưa có mà đạo đâu ra. Cho nên mấy ông vừa rồi ông lên phản biện quá vậy, còn mấy ông mà một chữ ông bẻ làm đôi ông không biết, cái chữ mà nói thật sự ông bẻ làm đôi ông không biết thì làm chi có cái chuyện mà ông xâm nhập vô trong cái đạo mà ông dạy, đúng không? Mấy ông mà lên phản biện vừa qua đấy là bị tôi chữ mà cái thật sự là lên bờ xuống ruộng đấy, như thằng Minh Trấn Lợn, thằng Khang, gọi là Khang cái như là hiếp mí đó. Phải hiểu chữ, phải học cái phổ thông rồi bắt đầu anh mới tiếp cận được cái môi trường khác chứ.
ông nậu ơi, chữ ông không biết mà bày đặt bây giờ ông vô nói cho đúng rồi đó, thôi thua rồi đó. Cho nên trong trường hợp bé từng làm, chúng ta hãy bình tĩnh tĩnh bình tâm nghe những gì bé hát trong cái bài chú Đại Bi đó, rồi so sánh từng từ đi đúng hay sai, tôi nghĩ là bà con có kết luận. Không cần nói, thật sự quý bà con không cần tôi phải nói nhiều vấn đề này, đúng hay sai bà con có kết luận ngay và liền. Rồi tôi nghĩ lúc đó rồi bé giống như cái bong bóng đang thổi phồng, rồi vô hình chung rồi bay lên đó, rồi cái ông nội nào ông chơi ông bánh ná lên bắt đầu xì hơi rất tự do, xuống thật sự xuống còn mấy mảnh không thì có chi đâu nữa, vậy là thần tượng quá trời luôn. Rồi đi chửi những người mà chửi tôi là những người cuồng tín, những người mà cuồng tín rồi đấy. Còn nó thật sự nếu mà những người mà chửi tôi họ có một trong những cái mà cái như là suy nghĩ thấu tình đạt lý trong câu chuyện này, thì tôi nghĩ là họ sẽ hiểu những cái gì tôi nói chứ họ không có chụp mũ. Đến bây giờ có một vị khán giả cũng là khán giả ruột của tôi, nghe lời họ nhắn tin là họ là khán giả ruột của tôi, họ bảo rằng em là một trong những khán giả mà thân thiết của anh Lang Thang Sài Gòn, nhưng đến hôm nay em vô cùng thất vọng vì anh, vì anh lên cộng đồng mạng anh hơn thua với một đứa trẻ 4 tuổi. Riêng cái câu từ mà nó là một đứa trẻ 4 tuổi thì tôi thấy là cô này nó cũng sai sai, cô là anh gì đó nó cũng sai sai. Hiện bây giờ bé đâu có còn 4 tuổi, bé là 5 tuổi 10 tháng tại thời điểm quay phim đúng không ạ? Mà đã bảo rằng cho bé là 4 tuổi thì chứng tỏ là cái chị này hay cái anh này anh chưa tiếp cận được tất cả các clip của Độc Lạ. Đấy. Cho nên anh lên cũng mang chắc rằng cái như là chụp mũ. Đấy. Và cũng mang chắc rằng là nghe nói lại. Nghe nói lại nhiều lắm quý vị. Hôm nay là tôi nhận mấy cuộc gọi là toàn nghe nói lại. Xíu nữa tôi sẽ công chiếu cho bà con nghe. Rồi khi mà nghe người ta nói lại mình không có sự kiểm chứng đó thì chắc anh sẽ hiểu lầm, hiểu sai và hiểu lệch. Và trong câu chuyện này là đã có trong câu chuyện này có nhiều người đó vô là tăng công, vô là tăng công, không cần biết đúng sai, không cần biết là cái như là cái sự thật Lang Thang Sài Gòn lên nói để làm gì, vô tăng công, vô tội vạ luôn. Mình cũng là một con người sao để cho những cái thằng giống Minh Trứng Lợn cái chứ thằng Khang cái như đầu bò kia nó dẫn dắt là sao, nó bảo rằng là Lang Thang Sài Gòn đi hơn thua với một đứa trẻ con 4 tuổi. Rồi tôi bảo rằng bây giờ mày đưa ra những cái mà tao hơn thua xem. Rồi hôm nay không đưa ra. Dĩ nhiên phân tích một cái sự thật. Đã nói là sự thật mất lòng rồi. Đó mà phân tích một sự thật, chắc anh sẽ mượn câu từ, mượn hình ảnh. Mình mới phân tích, gọi là sinh động chứ quý vậy. Đúng không? Nó phải có một cái gọi là giống như cái bài văn, mà bài văn phân tích, bà con nào học bài văn phân tích cũng biết đâu. Vô đấy là cô giáo đưa ra một cái đề bài phân tích rằng cái sự cực khổ của là bác nông dân để mà có cái chén cơm để mà chúng ta ăn như ngày hôm nay. Vô cũng mở bài ra kể như là thế này thế nọ thế kia, rồi thăng bài rồi thế này thế nọ thế kia, cũng là diễn tả chi tiết, rồi kết luận cũng là hô hào ổng lên chút chứ, nó cũng là đôn cái giá trị của người nông dân lên chứ mới được điểm ưu chứ, đúng không? Nên mà tôi nói bây giờ nó thật sự không phân tích kết luận liền là bà con có tin hay không đấy. Rồi giống bài văn vừa rồi tôi nói phân tích đó, giống một buổi sáng tinh mơ nọ là cái như là em vừa bước xuống cái như là giường được mẹ cái như là nấu cho một chén cháo để ăn, thì em mới chợt nhớ lại đây là công sức của các bác nông dân, đã là sớm cái như là sớm hơn kỳ cấy vun trồng mới có được hạt gạo ngày hôm nay. Đó là thằng bà mở bài quý vị. Bắt đầu vô phần thân bài cái như là mình muốn diễn tả từ một cái là một cái vùng đất mà khỉ ho cò gáy, bắt đầu là cái như là bác nông dân cũng phải là sớm cái như là cái ngày trồng vun cái thời gian rồi phân bón tất cả mọi cái là đây vô chi tiết. Rồi phần kết luận mình kết luận qua đây thì con cũng không có gì, xin chân thành cảm ơn bác, cũng chính nhờ bác nông dân mà con mới có được là cái như là chén cơm trắng như ngày hôm nay. Con cũng xin thành tâm kể như là chúc bác cùng gia đình sức khỏe. Các nghĩa mình cũng phải là cảm ơn người ta, vì sao? Nó thật sự vì mình đã mở bài thân bài đâu, cái câu kết luận là câu chốt. Và trong trường hợp của bé Tường Lam này cũng như vậy.
Ông nội mình mở bài thăng bài này mà rác lưỡi rồi đến lúc kết luận trời nó vô chữ như con không đẻ, thì không không ấy thì vô nó kiểm chứng đấy. Đấy, bó tay không quý vị. À, cho nên là mấy vị mà đại đa số điện qua tôi là chỉ nghe nói thôi, nghe ông kể như là ông chữ bế tường làm dữ lắm đúng không? Tôi hỏi ông nghe ai nói, trời ở trên mạng nói đầy vậy, hỏi chứ anh nghe chưa, anh nghe chưa, anh nghe tôi nói gì chưa, mà chưa nghe, chưa nghe sao nói, tờ trên mạng nói đâu cần thì tôi phải nghe. Nó vậy đúng không vậy, chơi cũng chơi mà cái vô mà úp sọt không. À, mà ngày hôm nay nó thật sự nhiều lắm quý bà con, ở đâu mà nó mọc lên mà quá trời quá đất, tôi nói là giống như mà nói thật sự giống như mà thăng bay mà cái như là cửa địa ngục mở ra đấy, trời ơi dắt dưa dắt dưỡng. Tôi nghi lắm rồi, tôi nghi mấy vị đây là trốn chơi. À, lâu quá rồi ở đó không biết rồi thăng bảy mở ra rồi trốn đi chơi quên đường về. À, lúc mà về lại bắt đầu cửa địa ngục đóng lại rồi bây giờ cứ dắt da dắt dướng vậy đầu vô cứ quấy ông lang thang Sài Gòn chơi đó. Cứ là 12 giờ đêm 4 giờ sáng điện thoại liên tục. À, chơi kiểu vậy đó, tôi nói tôi thật sự quý bà con. Mà không bắt máy cũng kỳ, mà bắt máy lên thì toàn nghe chữ không, mà tôi chẳng biết là vì sao mà chữ tôi. Trong cái đó tôi là một trong những người là nói cái câu chuyện gì cũng nói cả sách mắt cả chân, dẫn chứng rất rõ ràng cụ thể chi tiết, ngày này ngày nọ ngày kia cũng đều như bức tranh chứ quý vị. À, mà các vị nhiều lúc có điện thoại qua hỏi nghe chưa, chưa nghe, chưa nghe sao chữ. À, có bà đây chiều bà cũng hơi vui quý vị, bà điện qua kìa. Dạ alo nghe đây. Nó, chị ở quê cho chị nói một câu thôi. À, bắt đầu bà đâu có nói một câu, bà quất tới bốn câu. À, xíu bà con nghe cái đoạn này. À, bắt đầu là lúc tôi nói bà cấp máy quá vậy, bà khuyên tôi một câu, nghỉ đi, nghỉ làm kênh đi. Tôi nói dễ chi mà nghỉ được, khi nào đó thật sự khi nào mà cái như là còn ma mị còn dị đoan mơ tín, còn mà anh chặn tiền cái từ thiện, còn làm những kênh YouTube mà đi quay hoàn cảnh dựng trò dựng cảnh thì dễ chi tôi nghỉ kênh được. Mình đang tính nói câu đấy là hốt lại bà tắt máy ngang, trời nó tức tức cành hồng luôn, điện thoại qua bắt đầu không nghe mày. À, chơi kiểu chơi móc họng không có gì, tự nhiên việc mình làm việc người ta làm, mình cảm thấy mình không thích nghe thì mình đi ra. À, tự nhiên bảo người ta nghỉ đi. À, giống như là cha mẹ tôi phải quá vậy. À, mày nghỉ giùm tao đi. À, bắt đầu hỏi sao nghỉ, trời ơi tao nghe mày nói tao mệt quá. Tao nói trời ơi chị có thể chị chọn nghe hay không nghe, sao chị kỳ vậy. À, bắt đầu tao nghe Tường Lam nó nói thì tao kể như tao vui vẻ, mà nghe mày nói tao mệt quá. Tao hỏi trời ơi chị có thể chị không nghe mà, nhưng mà nói không nghe là không được, tao vẫn nghe, có nghĩa là bà đang ghiền tôi nói chuyện. Bà đây bà chơi cũng kỳ, cái mâm nào bà cũng thích hết trơn á. À, bà cũng thích Tường Lam nói. À, mà cũng thích ông Lăng Thăng Sài Gòn cũng nói. À, mà mình nói thật sự nhiều lúc động chạm với thần tượng của bà rồi bà trách bà rầy. À, bắt đầu bà nói thôi nghỉ đi đừng bao giờ làm nữa. Tôi nói dễ chi nghỉ. À, nghỉ chi mà bây giờ thật sự quý bà con, để có nhiều người họ vô họ mượn đạo tạo đời rồi cái như là đưa một đứa nhỏ lên rồi cái thành na tra rồi đưa con ven lên mà cá cái xã hội cũng là bất bình. À, cuối cùng sao đứa nào cũng được khúc khúc hết rồi cái chứ là cũng yên rồi chứ dễ chi. Đấy, ven cũng được khúc cũng được cái nhà xe được mấy trăm triệu, bây giờ cũng lên núi rồi cũng là cất nhà cất đồ trên núi cũng tu. Đấy, không biết tu cái gì. Đấy, ngày chắc là tu tối vũ trường. Đấy, rồi cái thằng cu mà na tra na đồ đấy quý vị, bắt đầu là bây giờ không biết là na tra nhập thiệt hay sao mà bây giờ là gửi chùa rồi. À, ngày xưa là vô giá na tra. À, ngồi chung ấy, ngồi trên bàn thờ Phật để cho mọi người dưới phải quỳ lại. À, rồi cuối cùng là coi như là thời gian ấy, rồi đi vô cái bệnh viện tâm thần. À, chữa cho thời gian. À, giờ cũng là chưa bớt, giờ cũng là tỉnh tỉnh mơ mơ đấy. Bắt đầu cái như là cũng gia đình gửi vô chùa để mà nghe tiếng kinh, nghe tiếng mõ để cho gọi là nó tịnh tâm lại. Chứ thật sự một đứa trẻ 7 tuổi, một đứa trẻ 7 tuổi mà ngày nào cũng bắt nó mà xông nhăng thì tôi hỏi quý bà con nó không bị điên mới lạ, bị điên bình thường mà. Đó, bà con thấy rồi gì na tra gì. À, bắt đầu là gia đình làm một cái thang sâu,
Chợ Na Tra là nhúng một cái là bay lên gọi là cân đấu văn liền chứ. Ông Na Tra ông cũng dữ lắm chứ đâu phải ông Na Tra mà nó thật sự mà phải để ông lên cầu thang để ông ngồi với bàn thờ Phật quá vậy. Đã Na Tra mà khi nhập vô đó là nhúng một cái như ông Tu Ngộ Không đó, nhúng một cái là cái như là cân đấu văn liền, lộn mấy dòng là cái như là dòng lửa dòng đồ là bung xèo xèo liền chứ ông nậu đó. Na Tra cây mà mỗi lần mà YouTube tới quay là bắt đầu Na Tra nhập vô à. Mà Na Tra này nó kỳ lắm, Na Tra nhập vô mà Na Tra phải đi vô trong cái phòng ngủ của cha mẹ đó, rồi leo lên cái cầu thang mà cha mẹ đã làm sẵn, rồi chui ra cái bàn thờ Phật á, là ngoài chớm cha chớm chợ đó. Rồi cha mẹ ở dưới, cha thì ở trần, còn mẹ thì nói thật sự ra cũng là đốt nhang đốt đồ đó. Trời ơi, tôi nói với con một đứa nhỏ có 7 tuổi mà cái ngày nào cũng chơi chơi mà cái là xong nhang cả. Đấy không? Đốt nhang cắm đó quý vị, nó ngồi đó, tôi nói quý bà con cái nhang cực kỳ độc nha. À, nhang là thật sự độc lắm, không phải ở đâu. À, nhiều lúc người ta còn tắm thuốc, tắm đồ nữa, tắm cái chất mà gọi là cái chấm, cái như là nó cái chất kết dính đó. À, rồi cái vấn đề mà cái như là người ta sợ đỡ lâu rồi cái là mọt nó ăn nhang đó, nó ăn mấy cái cây gọi cây tâm á. À, bắt đầu là người ta phải tập thuốc, tắm thuốc chống mọt chống mối, bắt đầu là cái như là người ta mới làm nhang. Ông nậu khi mà đốt nhang đấy đưa trước mũi nhỏ, có một ngày nó ngửi một ít sau điên luôn, loạn luôn, à, quất vô bệnh viện tâm thần. À, bác sĩ hầu, à, bác sĩ nói nay nó thật sự nay mà người phàm mới đi chữa bệnh Na Tra đấy quý vị, khủng khiếp ha. Thế ông bác sĩ nào ông cũng đang theo dõi thằng này. Ông bác sĩ là nhiều lúc ổng nằm ổng chơi đó, bây giờ ổng lướt qua mấy trang YouTube đó, thấy thằng này là ngày xưa nó đóng Na Tra đấy, rồi cha mẹ đứng dưới mà toàn nhang khói xịt xịt lên đó. Bây giờ anh nói một câu, trời ơi nay mà người phàm mà đi chữa bệnh cho thần tiên đó, à, người phàm mà đi chữa bệnh Na Tra đấy, tôi nói quý bà con bó tay bó chân. Na Tra đi đâu mà phải đi thang bộ, Na Tra mà nhúng một cái là cái cân đậu văn là lộn eo eo liền đó, vòng lửa là cái như là bay phải là xịt khói chứ. Đằng này Na Tra mà cầm cái dầm cầm không nổ, cầm cái dầm một cái dầm mà cầm mà quất đây nhiều lúc cái tay muốn rớt ra ngoài. Ông đậu vậy đó mà nhiều người vẫn tin quý bà con, trời đất thánh thần ơi. Rồi không biết là xong cái phi vụ đấy rồi gia đình kiếm được chút nào hay không, thấy bây giờ thằng nhỏ hư, thấy bây giờ nhỏ xem tương lai là mờ tiệt luôn. Thì bây giờ nó thật sự bây giờ nó ở trong chùa để đang trị bệnh tâm thần đấy, rồi cái chuyện học hành của nó rồi nó trở mạng đấy, rồi ngày mai này nó thật sự cũng nguy hiểm cho cuộc đời nó quý vị, vì cái quyền lợi trước mắt của những đấng sanh thành mà dám đưa con của mình ra gọi là cá cược với tương lai của nó. Đây là một cái hành động, một trong những cái hành vi là đáng được lên án chứ, sao lại chúng ta lại là thờ ơ, không thờ ơ được quý vị.